Các em học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 11 sách cánh diều bài 2 phần tiếp theo. Ở đây các em có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn toán lớp 11 được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Rồi trong video hôm nay các em sang phần 2 la mã công thức nhân đôi. Hoạt động 4. Tính sin 2a, cos 2a, tan 2a bằng cách thay B bằng A trong công thức cộng. Trước hết là các em thay B bằng A trong công thức cộng. Đối với sin thì chỗ nào có B, chỗ nào có B các em thay bằng A. A cộng B bây giờ sẽ là A cộng A. Sin A cos B bây giờ sẽ là sin A cos A, các em thay B bằng A, cộng với cos A sin B, bây giờ sẽ là cộng với cos A sin A. Sin A cos A cộng với cos A sin A, áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân, các em viết thành sin A cos A cho nó giống cái này, được chưa? Cho nó giống với cái này. A cộng A bằng 2A. A cộng A bằng 2A. Sin A cos A. Sin A cos A. 1 sin A cos A này. 2 sin A cos A này. Vậy các em sẽ viết là bằng 2 sin A cos A. Ở đây chúng ta có nhận xét góc A được nhân đôi. Vậy ta gọi công thức này là công thức nhân đôi. Tiếp theo là công thức cộng đối với cos. Các em cũng thay B bằng A. Chỗ nào có B, các em thay bằng A. A cộng B bây giờ sẽ là A cộng A. Cos A cos B, các em viết là cos A cos A. Các em thay B bằng A. Trừ sin A sin B, trừ này, sin A sin B, bây giờ sẽ là sin A sin A. A cộng A bằng 2A. Cos A nhân cos A bằng cos A bình phương. Các em nhớ viết bình phương ở chỗ cos này nha, không được viết bình phương ở chỗ A. Trừ đi sin A sin A. Sin A sin A tức là sin A bình phương, trừ đi sin A bình phương. Và các em cũng nhớ viết bình phương ở chỗ sin này nha, không được viết bình phương ở chỗ A. Rồi, ta thấy góc A được nhân đôi. Vậy chúng ta có công thức nhân đôi. Tiếp theo, các em thay B bằng A trong công thức cộng đối với tan. Ta có công thức cộng đối với tan. Chỗ nào có B, các em thay bằng A. A cộng B bây giờ là A cộng A. Tan A cộng tan B bây giờ sẽ là tan A cộng với tan A. 1 trừ tan A tan B bây giờ sẽ là 1 trừ tan A tan A. A cộng A bằng 2A. Tan 2A. Tan A cộng tan A bằng 2 tan A. 2 tan A. 1 trừ đi tan A nhân tan A bằng tan A bình phương, trừ đi tan A bình phương. Ở đây góc A được nhân đôi, vậy chúng ta cũng có công thức nhân đôi. Tổng hợp lại, một cách tổng quát, ta có các công thức sau thường được gọi là công thức nhân đôi. Sin 2A bằng, cos 2A bằng, tan 2A bằng. Đây là công thức nhân đôi.
Giả thiết các biểu thức đều có nghĩa. Rồi chúng ta có nhận xét từ công thức cos 2a bằng cos a bình phương trừ đi sin a bình phương. Các em sẽ biến đổi ra. Các em đã được học cos alpha bình phương cộng sin alpha bình phương bằng 1 với mọi alpha. Từ công thức này thì các em sẽ suy ra cos alpha bình phương bằng 1 trừ sin alpha bình phương. Các em thay cái cos a bình phương này, thay cos a bình phương này bằng 1 trừ đi trừ đi sin a bình phương, trừ đi sin a bình phương, tiếp theo là trừ đi trừ tiếp đi sin a bình phương bằng 1 trừ sin a bình phương trừ sin a bình phương thì bằng trừ 2 sin a bình phương, được chưa? Rồi bây giờ các em chuyển âm 2 sin a bình phương sang vế bên trái, ta được là 2 sin a bình phương. Chuyển cos 2a sang vế bên phải thì ta có vế bên phải sẽ là 1 giữ nguyên này. Chuyển cos 2a sang vế bên phải thành trừ cos 2a này, chuyển vế đổi dấu này. Đến đây các em suy ra sin a bình phương bằng sin a bình phương bằng 1 trừ cos 2a chia cho 2. Được chưa? Rồi đến đây chúng ta có thêm những công thức mới. Cos 2a. Cos 2a nó bằng cos a bình phương trừ sin a bình phương. Bây giờ chúng ta lại có cos 2a nó bằng 1 trừ 2 sin a bình phương. Và sin a bình phương bằng 1 trừ cos 2a chia cho 2. Rồi tiếp theo. Chúng ta tiếp tục biến đổi công thức cos 2a. Cos 2a bằng cos a bình phương trừ đi sin a bình phương bằng cos a bình phương trừ đi sin a bình phương. Từ công thức này chúng ta suy ra sin alpha bình phương bằng 1 trừ cos alpha bình phương. Áp dụng vào đây chúng ta có sin a bình phương bằng 1 trừ cos a bình phương. Các em đặt trong dấu ngoặc. Bây giờ các em bỏ dấu ngoặc ra. Cos a bình phương. Rồi các em bỏ dấu ngoặc ra. Bỏ dấu ngoặc mà đằng trước dấu ngoặc là dấu trừ thì các em phải đổi dấu các thành phần ở bên trong dấu ngoặc. Tính bên trong dấu ngoặc ta có dương 1. Bây giờ đưa ra bên ngoài các em đổi thành trừ 1. Trừ cos a bình phương đổi thành cộng cos a bình phương. Rồi. Cos a bình phương cộng cos a bình phương bằng 2 cos a bình phương trừ đi 1. Rồi đến đây chúng ta có 2 cos a bình phương trừ đi 1. Các em viết ngược lại là bằng cos 2a, bằng cos 2a. Vậy suy ra 2 cos a bình phương bằng cos 2a. Các em chuyển âm 1 sang vế bên phải thành cộng 1. Rồi tiếp theo là các em suy ra cos a bình phương bằng cos 2a cộng 1 chia cho 2. Suy ra cos a bình phương bằng cos 2a cộng 1 chia cho 2. Cos 2a cộng 1 các em viết thành 1 cộng cos 2a. Các em chia cho 2. Được chưa? Rồi như vậy chúng ta có thêm công thức nữa là cos a bình phương bằng 1 cộng cos 2a chia 2.
Tổng kết lại, chúng ta có các công thức cos 2a bằng sin a bình phương bằng cos a bình phương bằng, được chưa? Các công thức này chúng ta thường gọi là công thức hạ bậc, công thức hạ bậc. Rồi, các em ghi nhớ thêm những công thức này nha. Cụ thể hơn thì các em sang ví dụ 4. Cho sin A cộng cos A bằng 1 phần 2. Bây giờ các em tính A là sin của 2A, B là cos của 4A. Trước hết là các em tính sin của 2A. Rồi, theo giả thiết sin A cộng cos A bằng 1 phần 2. Bây giờ các em bình phương cả hai vế lên. Thì ta suy ra sin A cộng cos A tất cả bình phương bằng 1 phần 2 tất cả bình phương. 1 phần 2 tất cả bình phương bằng 1 phần 4. Rồi, điều này tương đương với sin A bình phương cộng với 2 sin A cos A, cộng với 2 sin A cos A và cộng với cos A bình phương. Thì cos A bình phương các em nhóm với sin A bình phương. Được chưa? Các em đưa lại gần nhau để chúng ta nhóm. Cái này chính là hằng đẳng thức thứ nhất này, bình phương của một tổng này. Được chưa? Các em viết thành sin A bình phương cộng 2 sin A cos A và cộng với cos A bình phương. Bây giờ là bằng 1/4. Tại sao chúng ta lại phải viết hai cái này nó gần nhau? Bởi vì cos alpha bình phương cộng với sin alpha bình phương bằng 1. Ở đây chúng ta có cos A bình phương cộng với sin A bình phương bằng 1. 1 này cộng với 2 sin A cos A này bằng 1/4 này. Trên đây các em suy ra 2 sin A cos A bằng 1/4. 1/4 trừ đi 1. Các em chuyển 1 sang vế bên phải thành trừ 1. 1/4 trừ 1 tức là 1/4 trừ đi 4/4. 1/4 trừ 4/4 bằng trừ 3/4. Rồi 2 sin A cos A thì nó chính là sin 2A. 2 sin A cos A nó chính là sin 2A. Công thức em vừa học được ở phần trên. Sin 2A bằng âm 3/4. Được chưa? Tiếp theo là các em sang câu B. Tính cos 4A. Cos 4A. Áp dụng công thức nhân đôi ta có cos 4A. Để đưa nó về dạng nhân đôi thì 4A các em sẽ đưa nó về dạng nhân đôi là 2 x 2A. Các em áp dụng công thức này chúng ta vừa học được ở phần trên. Trong đó A ở công thức này nó tương ứng với 2A ở công thức này. Các em hình dung được chưa? Rồi, bằng 1 này trừ đi 2 này, 1 trừ đi 2 này, sin A bình phương. À, A ở đây nó phải tương ứng với 2A ở đây. Được chưa? Trừ đi 2 sin A bình phương. 2 sin A bình phương thì A nó tương ứng với 2A. Các em phải thay A này bằng 2A. Được chưa? Thay A này bằng 2A. Tức là cos 2 nhân 2A bằng 1 trừ đi 2 sin 2A bình phương. Sin 2A bình phương. Rồi, mà sin của 2A chúng ta vừa tính được ở câu A nó bằng âm 3/4. Bây giờ sin 2A các em thay bằng âm 3/4. Ta sẽ có 1 này trừ đi 2 này nhân với sin 2A bình phương. Bây giờ sẽ là nhân với âm 3/4 tất cả bình phương. Bằng 1 trừ đi 2 âm 3/4 tất cả bình phương bằng 9/16.
Vậy nhân với 9 phần 16 bằng 1 trừ đi 2 nhân 9 phần 16 bằng 9 phần 8. Ta trừ đi 9 phần 8. 1 tức là 8 phần 8. 8 phần 8 trừ 9 phần 8 thì bằng âm 1 phần 8. Rồi đây là kết quả cuối cùng. Như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Các em có thể theo dõi tiếp phần sau được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Xin chào và chúc em học tốt.